5 điểm khác biệt giữa bậc thầy và người thường. Hãy xem bạn có phải là bậc thầy không. 1. Người bình thường dễ tin vào sự phóng đại của người khác, nắm bề lợi ích sự việc. Các bậc thầy thì luôn hoài nghi, không tin tưởng người khác dễ dàng và có thể nghĩ đến nhiều góc độ của sự việc. 2. Người bình thường ngày thiển cận, thường chỉ thấy lợi mà không thấy hại. Các chuyên gia có thói quen suy nghĩ theo cả hai mặt lợi và hại, đồng thời họ cũng có tầm nhìn dài hạn, vì thế hiếm khi bị lừa. 3. Người bình thường luôn hành động theo cảm xúc và thích suy nghĩ vấn đề từ góc độ đạo đức. Bậc thầy luôn suy nghĩ lý trí và thường suy nghĩ vấn đề từ góc độ lợi ích. 4. Người bình thường gặp vấn đề, thích tìm lý do ở người khác hoặc thế giới bên ngoài, càng nghĩ càng phát điên. Khi một bậc thầy gặp rắc rối, họ tìm kiếm nguyên nhân bên trong mình và tìm ra ngay lập tức. 5. Khi người thường gặp phải sự sỉ nhục và kích thích từ bên ngoài, họ trở nên nóng nảy và mất bình tĩnh. Bậc thầy luôn ổn định về mặt cảm xúc, không hề nao núng trước những ân huệ và sỉ nhục.